Dạ, mến chào quý cô chú anh chị đã đến với kênh Đồ Xưa Sài Gòn ạ. Nay để nói đầu tiên em xin gửi lời chúc tốt đẹp đến quý cô chú anh chị mình nha. Nay em có vài sản phẩm mong muốn giao lưu cùng với quý cô chú anh chị mình. Quý cô chú anh chị mình xem cảm thấy thích video vui lòng cho em một lượt like và một lượt chia sẻ nha. Và rồi thì món thứ nhất thì em sẽ lên món thứ nhất. Món thứ nhất thì em có một cái đồng hồ chất liệu bằng đồng, hoạt động là cơ lên cót, có chiều cao là 14 cm, đường kính mặt đồng hồ là 10 cm và chiều rộng là 5 cm. Cái đồng hồ này là hoạt động cơ lên cót, có báo thức. Bên đây là dây chuông đồng hồ nha quý cô chú anh chị. Bên đây là dây lên giờ, và cái nút này là nút chỉnh giờ. Còn cái ở giữa này là cái chỗ để mình đặt báo thức, và em sẽ qua cái nút này là để chỉnh báo thức. Và em sẽ quay nó để báo thức là như vậy. Còn thân vỏ là bằng đồng hết nha quý cô chú anh chị. Và cái đồng hồ này giá cho em là 1.200.000, 1.200.000 cái đồng hồ lên dây báo thức. Và tiếp theo thì em có một cái món thứ hai là một cái bàn ủi con gà. Một cái bàn ủi con gà chất liệu là bằng đồng, toàn thân là bằng đồng. Cân nặng là 2 kg. Bàn ủi con gà có chiều cao là 20 cm, chiều dài là 18 và chiều rộng là 10, cân nặng là 2 kg. Giá cho em cái bàn ủi con gà này là 950.000 cái bàn ủi con gà, chất liệu là bằng đồng, toàn thân. Rồi, giá cho em cái bàn ủi con gà này là 950.000 ạ. Và món thứ ba thì em có một con rồng có chiều cao là 21 cm, chiều dài là 34 cm và chiều rộng là 8 cm, cân nặng là 2,5 kg. Giá cho em cái con rồng này là 2 triệu đồng con rồng cầm châu, giá cho em là 2 triệu ạ. Và món thứ ba, món thứ tư thì em có một cái ống tút đạn đựng nhang có chiều cao là 21 cm, đường kính miệng là 105, đường kính dưới đáy là 108 ly, cân nặng là 2 kg. Và giá cho em cái này là 1 triệu đồng để làm cái ống đựng nhang, chất liệu là bằng vỏ đạn, bằng tút đạn, giá cho em là 1 triệu đồng. Và món thứ năm thì em có một cái đôi kim công. Alo, gì vậy? Em có một đôi chim công có chiều cao là 16 cm, chiều dài là 22 cm và chiều rộng là 10 cm, cân nặng là 2 kg.
Giá cho em đôi chim công này là 1.800.000, 1.800.000 đôi chim công, giá cho em là 1.800.000. Ở dưới đấy có rồi, giá cho em cái đôi chim công này là 1.800.000. Và món số 6 thì em có một cái bát nhang ngũ lộ thần tài. Bát nhang ngũ lộ thần tài có chiều cao là 8,5 cm, đường kính miệng là 17 cm. Cân nặng bát nhang ngũ lộ thần tài là 800 g. Giá cho em cái bát nhang ngũ lộ thần tài này là 950.000, 950.000 cái bát nhang ngũ lộ thần tài. Cái này là có 5 ông thần tài. Cái này là bát như ý, hai bên bát như ý. Hai bên là hai cái như ý, và ở đây là có 1 2 3 4 5, 5 ông ngũ lộ thần tài, bát như ý, 5 ông ngũ lộ thần tài. Giá cho em là 950.000 cái bát nhang ngũ lộ, bát như ý ngũ lộ thần tài. Chất liệu là bằng đồng. Và tiếp theo thì em có một cái tụ tụ tiền, tụ bảo. Tụ tiền. Tụ tiền có chiều cao là 21 cm, chiều ngang là 20 cm, và chiều rộng là 13 cm. Cân nặng là 1,5 kg, 1,5 kg, 1,7 kg gì đó. Rồi giá cho em cái bát, cái tháp tiền này là 1.800.000, 1.800.000 cái tháp tiền, 1.800.000. Đây là cái nắp dỡ ra được, ở đây là tiền, cục vàng quá trời vàng luôn. Và ở đây là có. Rồi cái bát tiền này là 1.800.000, để ngay bàn thờ ông địa ông thần tài, thu hút tài lộc, thu hút tiền. Rồi tiếp theo em có một cái sông trầm bát tiên. Sông trầm bát tiên chiều cao là 23 cm, chiều ngang là 21 cm, chiều rộng là 14 cm. Cân nặng là 1,7 kg. Rồi giá cho em cái sông trầm bát tiên này là 2 triệu đồng. 2 triệu đồng với sông trầm bát tiên, giá cho em là 2 triệu. Chất liệu là bằng đồng. Bát tiên quá hải. Rồi giá cho em cái sông trầm này là 2 triệu đồng. À và rồi món tiếp theo thì em có một cái sông trầm hình tháp. Sông trầm tháp có chiều cao là 24 cm, đường kính tròn là 10 cm, cân nặng là 700 g. Giá cho em cái sông trầm là 900.000 đồng, 900.000 đồng cái sông trầm tháp, giá cho em là 900.000 đồng. Tiếp theo thì em có một con rồng nhất long mãi đỉnh. Rồng nhất long mãi đỉnh, ở giữa là tiền. Nhất long tụ tiền, chiều cao là 18 cm, chiều ngang là 14 cm, và chiều rộng là 7 cm. Cân nặng là 1 kg,
Rồi giá cho em cái con rồng này là 1.300.000, 1.300.000. Con nhất lông mái đỉnh này là 1.300.000. Tiếp theo em có một cái ấm trà hình rồng. Chất liệu cũng là bằng đồng. Ấm trà hình rồng chất liệu bằng đồng. Chiều cao là 12 cm, đường kính là gần 9 cm, cân nặng là 700 g. Rồi giá cho em cái bình trà này là 900.000 đồng cái bình trà. 900.000, giá cho em là 900. Tiếp theo thì em có một con trâu uy lực dũng mãnh, cơ bắp cuồn cuộn, chiều cao là 18 cm, chiều dài là 24 cm và chiều rộng là 10 cm, cân nặng là 3 kg. Giá cho em con trâu này là 1.700.000, 1.700.000 con trâu. Giá cho em là 1.700.000 à. Rồi cái này là con trâu đực luôn quý cô chú anh chị. Đó, con trâu đực ở dưới có cây súng. Giá cho em là 1.800.000. Tiếp theo thì em có con khỉ ngồi quả đào có chiều cao là 12 cm, chiều ngang là 6 và chiều rộng là cũng là 6 cm. Con khỉ ngồi quả đào cân nặng là 500 g. Giá cho em con khỉ ngồi quả đào này là 500.000 đồng. Con khỉ ngồi trên quả đào cầm cây như ý, giá cho em là 500.000. Quý cô chú anh chị xem nhớ cho em một like và một lượt chia sẻ nha, có động lực em làm thêm nhiều video hơn nữa. Và quý cô chú anh chị xem không kỹ không rõ, vui lòng kết bạn Zalo em, đó số điện thoại em để trên màn hình nè, để em chụp từng chi tiết và quay rõ cho quý cô chú anh chị mình xem nha. Rồi tiếp theo thì em có một cái đôi rùa chiều cao là 7 cm, chiều dài là 14, chiều rộng là 9 cm, cân nặng đôi rùa này là 1,5 kg, cân nặng đôi rùa 1,5 kg. Giá cho em cái đôi rùa này là 1 triệu đồng cặp rùa. Quý cô chú mua lẻ thì em vẫn bán 500.000 một con nha quý cô chú anh chị. Lẻ thì em bán lẻ luôn. Cái gì em cũng bán hết, chỉ có là em không bán thân thôi. Và tiếp theo em có một cái đôi tỳ hưu có chiều cao là 12 cm, chiều dài là 19 cm và chiều rộng là 7 cm, cân nặng là 2 kg. Giá cho em cái đôi tỳ hưu này là 1.200.000, 1.200.000 đôi tỳ hưu. Giá cho em là 1.200.000 cái đôi tỳ hưu. Gạt tàn thuốc hình con cốc thiềm thừ có chiều cao là 10 cm, chiều dài là 20 cm và chiều rộng là 16 cm, cân nặng là 1 kg 1 kg
Giá cho em cái gạt tàn thuốc hình con cốc này là 1 triệu đồng. Gạt tàn thuốc hình con cốc thiềm thừ giá cho em là 1 triệu đồng. Chất liệu là bằng đồng. Giá cho em là 1 triệu đồng. Hình gạt tàn thuốc con cốc. Rồi giá cho em cái gạt tàn thuốc con cốc là 1 triệu à. Tiếp theo em có một cái ông đạt ma sư tổ. Đạt ma sư tổ chất liệu cũng là bằng đồng, đế là bằng gỗ. Đạt ma sư tổ. Đạt ma sư tổ có chiều cao là tính luôn cái đế gỗ ở dưới là 46. Em đo từ dưới tới đỉnh đầu thôi là 46 cm. Chiều ngang ở tượng là 15 và chiều rộng là 13. Cân nặng là 4,5 kg, cân nặng là 4,5 kg. Giá cho em cái ông đặt ma sư tổ. Giá cho em ông đặt ma sư tổ này là 4.500.000. Ông đặt ma sư tổ giá cho em là 4.500.000. Ông đặt ma sư tổ. Đạt ma sư tổ 4.500.000. Và quý cô chú anh chị xem thì nếu mà có cần cái sản phẩm nào á, đôi khi là bên em chưa có lên video đó, thì quý cô chú anh chị các bạn Zalo và cần sản phẩm nào thì em sẽ tìm cái sản phẩm đó cho quý cô chú anh chị mình nha. Và tiếp theo em có một cái ông kim xí điểu đại bàng. Ông kim xí điểu, ông thần kim xí điểu, thần chim công kim, thần chim kim xí điểu, chất liệu là bằng đồng vàng, có chiều cao là 28 cm và chiều ngang là 23 cm và chiều rộng là 7 cm. Cân nặng là 1 kg 600 g, 1,6 kg. Giá cho em cái ông kim xí điểu này là 2.200.000. 2.200.000 ông thần chim kim xí điểu giá cho em là 2.200.000. À, tiếp theo thì em có ông tượng ông Chúa Giêsu. Tượng ông Chúa Giêsu có chiều cao là 29 cm, chiều ngang là 15 cm và chiều rộng là 8 cm. Cân nặng là 1,5 kg. Giá cho em ông Chúa Giêsu này là 1.300.000, 1.300.000 ông Chúa Giêsu. Và tiếp theo thì em có con chuột đứng trên thỏi vàng. Con chuột đứng trên thỏi vàng có chiều cao là 20 cm, chiều ngang là 15 cm và chiều rộng là 10 cm. Cân nặng là 2,5 kg, 2,5 kg. 2,5 kg. Giá cho em cái con chuột này là 1.200.000 ạ. 1.200.000 con chuột đứng trên thỏi vàng. Giá cho em là 1.200.000. Rồi giá cho em cái con chuột này là 1.200.000. Tiếp theo thì em có một cái hồ lô tỳ hưu cưỡi hồ lô có chiều cao là 25 cm, chiều dài là 22 cm và chiều rộng là 12 cm. Cân nặng
cân nặng là 3 kg, giá cho em cái hồ lô này là 2.200.000, 2.200.000 cái hồ lô tỳ hưu cưỡi hồ lô, giá cho em là 2.200.000. Ở đây là có chữ phước này chắc. Rồi giá cho em một cái tỳ hưu cưỡi hồ lô này là 2.200.000. Và tiếp theo thì em có một cái gạt tàng thuốc hình nàng tiên cá, gạt thuần thuốc hình nàng tiên cá, chất liệu cũng là bằng đồng, chiều cao là 11 cm, chiều dài là 13 cm và chiều rộng là 12 cm, cân nặng là 1 kg. Giá cho em cái hình nàng tiên cá này là một triệu đồng gạt tàng thuốc hình nàng tiên cá. Nàng tiên cá đang ngồi xõa tóc, giá cho em là một triệu đồng. Và tiếp theo thì em có một cái đôi song long lưỡng long chanh châu, lưỡng long chanh châu chiều cao là 23 cm, chiều ngang là 19 cm và chiều rộng là 8 cm, cân nặng là 2,5 kg. Giá cho em cái đôi lưỡng long chanh châu này là một triệu chín trăm ngàn đôi lưỡng long chanh châu 1.900.000. Và tiếp theo thì em có một bình trà dùng để đốt chồng có chiều cao là 16 cm, chiều dài là 16 và chiều rộng là 8 cm, cân nặng là 2 kg. Giá cho em cái bình trà này là 1.200.000, 1.200.000 cái bình trà xong để đốt chồng. Cái này là sử dụng cái nụ chồng mình để vô đây thì đốt thì khói nó đi xuống cái chỗ này nha quý cô chú anh chị. Đó, đốt chồng rồi bỏ cái nụ chồng chỗ này. Rồi giá cho em cái này là 1.200.000. Tiếp theo thì em có cũng là cái đốt chầm hình mẹ Quan Âm. Đó, nụ chầm thì để trên này, khói là tỏa xuống ở dưới này nha quý cô chú anh chị. Rồi có chiều cao là 20 cm, chiều ngang là 11 cm và chiều rộng là 12 cm, cân nặng 1,5 kg. Giá cho em cái này là 850.000. Giá cho em là 850.000. Song trầm hình bàn tay Phật có mẹ Quan Âm đang ngồi, giá cho em là 1.200.000. Dạ, và rồi em xin kết thúc video tại đây. Quý cô chú anh chị xem nhớ cho em một like và một lượt chia sẻ nha, và chúc quý cô chú anh chị mình buổi tối vui vẻ nha. Và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mình video sau. Và xin chào tạm biệt.